This is one with an SB from the Hot Team. With new rap song, beat submitted to new. Yeah. Trong cái cuộc sống này có nhiều khó khăn mà anh biết phải chấp nhận. Cơm áo gạo tiền và nhiều thứ khá là mình. Em cảm phân giữa những bộn bề lo toan, nay nói lên một chút tình yêu. Như xã hội mà đừng yêu ăn điêu và tình thì cũng nhịp mãi. Phải yêu người ta để nhau được tình được tình lừa những thứ nhỏ nhất. Anh cũng không khác bị lừa tình nhưng vẫn phải phân vân. Cho bạn hay là cho em hay là cho đi cả hai, anh cũng không trả lời được. Chỉ biết trong lòng mình đang thêm bé lại. Em yêu anh không? Em yêu anh, em yêu nó không? Em nó không thích đéo là từ không lại thành có. Và con gái khó hiểu hay là việc em yêu một thằng nhóc mình trên trường trường. Ngước mắt lên nhìn bản thân với người yêu nó, nắm tay nhau đi dưới mưa hôn nhau thì còn gì đau hơn. Tự hỏi là mình đã làm gì sai, chuyện quá đẹp hay dù mình thất bại. Do vui quá hay cố làm ngơ không chịu chấp nhận. Chuyện tương lai may mắn chúc anh có người đàn bà tốt. Kéo anh ra khỏi lề để phốt, chúng nó đập vào mặt cho anh tìm quên đi một con. Đi là em. Như thế gọi là lăng loạn, như thế gọi là đi sơn lưng hay là gì anh không biết nữa. Như thế gọi là trang hoa, như thế gọi là lăng loạn, như thế gọi là đông sơn lưng hay là gì anh không biết nữa. Em đi với anh nhưng nghĩ về nó, nhắn tin với anh nhưng lại tin về nó. Kể cả khi mình đang tình cảm thì lòng em vẫn luôn đối với nó. Anh nhớ chứ, anh nhớ hết lần đầu gặp và cả đoạn kết. Vui vì là sao đâu đến thế nào mà cuối cùng thì cũng ai chịu hết. Dẫu anh ngu hơn là lỗi ở em, vì em có tốt em trả lời anh xem. Mà thôi chuyện cũng đã qua rồi, em nhìn nghĩ ngợi nhiều cho mệt người làm gì. Chỉ là dạo gần đây anh hơi bất bình vào tâm trạng, ôn lại chút kỷ niệm xưa cho đỡ căng thẳng thôi. Yeah. Nhưng thì gọi là trăng hoa, nhưng thì gọi là năng loạn, nhưng thì gọi là đâm con lưng hay làm dễ cũng không biết nữa. Em thì gọi là trăng hoa, nhưng thì gọi là năng loạn, nhưng thì gọi là làm gì anh cũng không biết nữa. Yeah. Em nghĩ là vui, các em như thế thật hay như thế nào? Làm người tốt còn đéo ăn ai, cứ thích học đòi là mình xấu là sao? Em nắm tay anh và em ôm nó, em hôn anh và em bao trùm nó. Đéo cần phải nói ra chứ em cũng biết là gì không em yêu. Tình yêu là món quà quý mà cuộc sống này ban tặng cho chúng ta, phải biết trân trọng và phát huy nó là sự thương yêu tình cảm giữa hai con người. Nên các em mạng đừng biến nó thành một cuộc chiến, vừa rồi là một câu chuyện vì vài con đi anh biết. Yeah. This is FP. Everyone who win from the hot team, you can do song, check out with me. Say for everybody.